Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Vụ sập cầu Phong Châu, danh tính 8 nạn nhân đang mất tích đã rõ. Ghi nhận từ báo tin tức liên quan đến vụ sập cầu Phong Châu nối hai huyện Tam Nông, Lâm Thao của Phú Thọ lúc 10 giờ sáng 9 tháng 9 khiến nhiều người dân và các phương tiện khi tham gia giao thông trên cầu bị rơi xuống sông, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ xác định có 8 người đang mất tích. Đó là Nguyễn Hà Chi, sinh năm 2005 tại Đắk Nông, Nguyễn Thị Lan, sinh năm 2005, trú tại Vạn Xuân, Tam Nông, Dương Công Chiến, sinh năm 1981, trú tại xã Dân Quyền, Tam Nông, Hà Quốc Chí, sinh năm 1986, trú tại xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì, Lương Xuân Thành, sinh năm 1968, trú tại xã Thạch Đồng, Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1976, trú tại Thạch Đồng, Thanh Thủy, Nguyễn Thị Bích Hằng, sinh năm 1988, Thụy Vân, thành phố Việt Trì, Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1979, tại xã Sơn Vi, Lâm Thao. Ba người bị thương là Bùi Quý Trọng, sinh năm 1991 và Nguyễn Minh Hải, sinh năm 1994, cùng trú tại xã Vạn Xuân, Tam Nông, Phan Trường Sơn, sinh năm 1984, trú tại xã Hương Nộn, Tam Nông. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, trong vụ sập cầu Phong Châu, sơ bộ xác định, tại thời điểm xảy ra sự cố, có 10 phương tiện đang di chuyển trên cầu, trong đó có 1 xe ô tô tải, 2 xe ô tô đầu kéo, 6 xe mô tô, 1 xe máy điện, 8 người đang mất tích, đã cứu, đưa 3 người bị thương đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Hiện, công tác tìm kiếm cứu nạn đang được lực lượng chức năng khẩn trương triển khai. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết xấu kèm theo nước sông Hồng dâng cao, chảy mạnh nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, lực lượng quân đội, công an đã dựng trại dã chiến gần hiện trường để triển khai tìm kiếm. Tỉnh Phú Thọ vẫn đang tập trung rà soát xác định chính xác số lượng người và phương tiện gặp nạn, phối hợp với quân khu 2 thành phố Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc rà soát các tuyến sông phía hạ lưu để tiếp tục tìm kiếm người mất tích. Đồng thời, chuẩn bị các phương án tìm kiếm, cứu nạn khu vực chân cầu khi điều kiện cho phép, đảm bảo an toàn do mực nước sông Thao đang rất cao, trên báo động 3 là 1,44m. Đêm trắng lên phương án lắp cầu phao thay thế tạm thời cầu Phong Châu. Theo báo Dân Chí, dưới trời mưa tầm tã, các lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ, Bộ Quốc phòng tiến hành khảo sát, đánh giá, chuẩn bị cho công tác lắp cầu phao thay thế tạm thời cầu Phong Châu mới bị sập. Khoảng 3 giờ 30 ngày 10 tháng 9, Lữ đoàn Công binh vượt sông 249 Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng hành quân đến xã Hương Nội, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Lữ đoàn Công binh vượt sông 249 đưa nhiều trang thiết bị nhằm triển khai bắc cầu phao qua sông, phục vụ người dân di chuyển thay cho cầu Phong Châu mới bị sập, cũng như việc hai cầu Trung Hà, Tứ Mỹ đang đóng cửa sửa chữa. Lữ đoàn cơ động trong đêm, bất chấp thời tiết mưa to. Trong đêm, các lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ cũng trực tiếp đi tiền trạm, kiểm tra thực địa nhằm đánh giá những điều kiện phục vụ hoạt động lắp đặt cầu phao. Theo một chỉ huy ban chỉ đạo, chớp mắt, các thiết bị sẽ được tập kết tại khu 5 Hương Nộn, huyện Tam Nông. Sau đó, căn cứ vào điều kiện thời tiết, thủy văn, tốc độ dòng chảy, ban chỉ huy mới quyết định khi nào lắp đặt cầu phao. Nói về việc lắp đặt cầu phao, vị chỉ huy cho biết, công tác này không chỉ phục vụ người dân địa phương mà còn giúp kết nối lại tuyến giao thông huyết mạch. Được biết, Lữ đoàn 249 hành quân lên Phú Thọ thực hiện nhiệm vụ với hơn 198 cán bộ, chiến sĩ và 78 phương tiện các loại. Trước đó, từ đêm 9 tháng 9, lực lượng điện lực Tam Nông đã lắp đặt thêm đèn đi lại đường điện để phục vụ công tác lắp cầu phao. Ông Đỗ Văn Trương, Giám đốc Điện lực huyện Tam Nông cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Tam Nông về việc cung cấp điện cho khu vực dự kiến lắp cầu phao, ngay trong đêm 9 tháng 9, đơn vị đã huy động 20 cán bộ, nhân viên đến hiện trường. Đến 23 giờ 30 phút, công tác lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho khu vực dự kiến lắp cầu phao hoàn thành. Trước đó, 10 giờ 2 phút ngày 9 tháng 9, trụ T7 và nhịp 6-7 của cầu Phong Châu bị đổ sập. Tỉnh Phú Thọ cho biết, sự cố khiến 11 người gặp nạn, trong đó có 3 nạn nhân đã được cứu thành công. Ngoài ra, có 2 ô tô đầu kéo, 6 xe máy cũng bị thiệt hại. Theo Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ, bão số 3 đã gây ra mưa lũ, khiến nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình lòng sông, từ đó là một nguyên nhân dẫn đến sự cố trên. Trong báo cáo, Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ khẳng định cầu Phong Châu đã qua nhiều đợt sửa chữa với lần gần nhất là năm 2023. Hiện, Bộ Giao thông Vận tải đánh giá cầu Phong Châu đã hư hỏng nặng nề, không thể khắc phục, Bộ đang lên phương án xây dựng cầu mới. Lũ kỷ lục sắp đổ bộ miền Bắc, cảnh báo tím lan rộng 16 tỉnh. Ghi nhận từ báo VnExpress, sau bão Yagi, mưa lớn kéo dài, gây nguy cơ lũ quét và kích hoạt sạt lở đất ở hầu hết tỉnh miền núi phía Bắc và Thanh Hóa. Theo ông Hoàng Văn Đại,
Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tính đến tối 8 tháng 9, 17 tỉnh phía Bắc bị đặt trong diện cảnh báo lũ quét và sạt lở. Số khu vực thuộc diện cảnh báo tím, rủi ro cấp 5, mức thảm họa liên tục tăng kể từ khi bão đổ bộ sáng 7 tháng 9. Một số nơi ở cấp 4, đỏ hoặc 3, cam. Lũ quét và sạt lở thường diễn ra theo các giai đoạn kế tiếp nhau. Mưa lớn đổ xuống, nước từ sườn dốc tràn vào sông suối gây xói mòn và sạt lở, cuốn trôi vật liệu, lấp các khu vực thấp trũng. Những hiện tượng này thường xảy ra khi lượng mưa lớn làm mất ổn định địa hình dốc. Trong 24 giờ qua, từ 20 giờ ngày 7 tháng 9 đến 8 tháng 9, nhiều tỉnh Bắc Bộ ghi nhận lượng mưa rất lớn, vượt 400mm tại một số nơi như Phú Dành 417mm, Sơn La, Vạn Mai 343mm, Hòa Bình, Nậm Xây 2-383mm, Lào Cai, Tà Si Láng 425mm, Yên Bái. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần đạt trạng thái bão hòa trên 85%, không thể giữ thêm nước, trong khi mưa vẫn kéo dài những ngày tới. Đến nay, cơ quan chức năng đã ghi nhận 24 người tử vong do bão Yagi, trong đó 12 người bị sạt lở vùi lấp, 3 người bị lũ cuốn, còn lại do bão. Dự báo từ nay đến 9 tháng 9, Tây Bắc Bộ có mưa to đến rất to, phổ biến 80-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Vùng núi Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có lượng mưa nhỏ hơn, dao động từ 40-80mm, cục bộ trên 150mm. Mưa kéo dài đến 10 tháng 9, với lượng dự kiến giảm dần. Tây Bắc Bộ trong khoảng 50-100mm, có nơi trên 200mm. Đông Bắc Bộ phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 120mm. Bên cạnh đó, trong 1-2 ngày tới, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái và sông Hoàng Long tại Bến Đế trên báo động 3, mức cao nhất, trong khi sông Lục Nam tại Lục Nam đạt báo động 3. Trong 2 ngày tới, các sông khác ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa cũng sẽ xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Sơn La lên mức báo động 2-3, có sông trên báo động 3. Đỉnh lũ ở sông Cầu, sông Thương, sông Bưởi, hạ lưu sông Mã, Thanh Hóa, tại Lý Nhân Mã lên mức báo động 1-2, có nơi vượt báo động 2. Nguy cơ cao ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa và Hà Nội. Vùng núi có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc. Theo cảnh báo về cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, thời gian mưa càng kéo dài, mức độ rủi ro càng cao, đặc biệt tại khu vực Trung Du, miền núi. Nghiên cứu về lũ quét sạt lở đất giai đoạn 2018-2019 công bố trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên cho thấy, khi lượng mưa trong ngày vượt 100mm hoặc tích lũy cả đợt vượt 150mm, lũ quét và sạt lở có thể xảy ra tại một số địa hình sung yếu. Hai ngày qua, nhiều tỉnh thành ở vùng núi phía Bắc đã có lượng mưa vượt ngưỡng này, cho thấy nguy cơ rất cao. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, trung bình mỗi năm, vùng núi phía Bắc xảy ra khoảng 30 trận lũ quét. Năm 2008 ghi nhận số vụ kỷ lục với 69 trận. Lũ quét xảy ra ở cả những vùng vốn ít mưa, có dòng chảy nhỏ như Nậm Mức, Điện Biên. Thống kê của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai giai đoạn 2007-2017 nêu, số người chết hoặc mất tích do lũ quét sạt lở đất chiếm 10,1% tổng thiệt hại về người do thiên tai. Trong 15 tỉnh miền núi phía Bắc, sạt lở đất là nhiều nhất với 920 điểm nguy cơ, tiếp theo là lũ quét 450 điểm và sạt lở bờ sông 383 điểm. Trong đó, số liệu sạt lở trong 10 năm cho thấy Hà Giang có hơn 9.700 hộ dân thường xuyên đối mặt nguy cơ lũ quét và sạt lở, cao nhất khu vực. Tiếp theo là Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, khoảng 7.000 hộ. Ba tỉnh từng ghi nhận số người tử vong nhiều nhất do lũ quét sạt lở là Yên Bái 131, Hà Giang 124 và Thái Nguyên 110. Trước nguy cơ lớn, ông Hoàng Văn Đại khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, đặc biệt là các tin cảnh báo mưa lớn, lũ quét. Người dân cần liên tục quan sát các dấu hiệu bất thường như nứt tường nhà, nứt sườn đồi quanh khu vực sinh sống. Đặc biệt, hạn chế di chuyển gần bờ sông, bờ suối, nơi nguy cơ sạt lở cao. Nếu nghe thấy tiếng động lớn, phải nhanh chóng tìm nơi an toàn để tránh lũ quét hoặc sạt lở. Người dân đang ở khu vực được khuyến cáo lũ quét sạt lở, hạn chế di chuyển khi không cần thiết. Nếu đi trên các tuyến đường quốc lộ, cần quan sát dấu hiệu như nứt sạt hoặc nước chảy từ các sườn đồi. Trường hợp đi qua ngầm tràn, suối dốc, cần cảnh giác với lũ quét bất ngờ từ thượng nguồn sau mưa lớn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV.
Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.